Vũ Minh Cường rất vui lại được chào đón quý vị các bạn đang đến với chương trình Lưu Trắng Diệu Kỳ. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Golden Moon thực hiện. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9 với sự đồng hành của nhãn hàng vali, ba lô túi sách cao cấp Sarcos. Thưa quý vị, chương trình Lưu Trắng Diệu Kỳ luôn mong muốn mang đến cho quý vị khán giả những nội dung hay, những câu chuyện truyền cảm hứng để sau một ngày dài bận rộn với công việc, quý vị có thêm một chút năng lượng tích cực, có thêm niềm tin vào những điều diệu kỳ trong cuộc sống. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một vị bác sĩ trẻ trung, nhiệt huyết nhưng tài giỏi và đầy trách nhiệm. Qua bàn tay tài hoa của mình thì bác sĩ đã hồi sinh những trái tim mong manh, yếu đuối, mang lại sức khỏe, sự vui sống cho nhiều người mắc bệnh tim. Và nhân vật tuần này là ai? Anh ấy sẽ mang đến những câu chuyện như thế nào đây? Xin mời quý vị sẽ cùng bắt đầu chương trình với những hình ảnh sau đây ạ. Quy mô của trung tâm tim mạch trực thuộc bệnh viện Quân y 175 thì có 100 giường với 3 chuyên khoa. Thứ nhất là khoa A2.1 là khoa tim mạch khớp nội tiết. Thứ hai là khoa A2.2 khoa can thiệp tim mạch. Và khoa A2.3 là khoa phẫu thuật tim mạch. Trung tâm là điều trị những cái mặt bệnh bẩm sinh và mắc phải ở người lớn. Bệnh viện cũng đã phát triển cái nguồn nhân lực, đầu tư về trang thiết bị máy móc, về cơ sở vật chất và triển khai những cái kỹ thuật điều trị chuyên sâu. Khi bệnh nhân được đến viện thì sẽ được điều trị với một cái đội ngũ y tế nhiệt tình, tận tâm và đạt được cái chất lượng điều trị tốt nhất, hưởng lợi nhất từ những cái kỹ thuật tiên tiến. À, cái nhánh này đây nè, nó rừng tắc luôn nè ha, ngay chỗ cái mũi tên đang ghi nè. Nè ngay đây nè ha. Nó rừng tắc, nó bắn tắc luôn đây nè. Ha. Đó, mình zoom ngay chỗ đây nè ha. Rồi sau quá trình mình làm thì sau khi có mạch vành thì nó được tái thành mạch vành rất là tốt. Sau khi mình đặt stent, cái stent thì cái chỗ này hồi nãy nó gần tắc luôn nè. Thì giờ mình tái thông lại, mình tái tạo cái mạch máu lại như bình thường. Thì bệnh nhân vào viện vì một cái tình trạng đau ngực, men tim tăng, rồi đau tức ngực, rồi vân người ta nhồi máu vào tim á, nó một cái đột tử cho tim á, thì cái ca này là một trong những cái ca tương đối điển hình về cái đó. Đó. Tôi thì ôm bị huyết áp cao của cái van hai lá và có hiện tượng sốt. Bệnh viện phát hiện là tôi bị nhiễm cái virus, cho nên là bệnh viện chụp chiếu và chuẩn đoán bắt buộc phải mổ gấp. Cũng qua một cái ca mổ nó cảm thấy nó không có gì cả, nhưng bây giờ mình nghĩ lại là nó quá kỳ diệu. Khi bắt đầu sống lại được thì tôi cảm thấy là cuộc sống nó rất là quý, thì tôi rất là cảm ơn những cái nhiệt tình của bác sĩ 175 đã cứu mạng của tôi. Và bệnh nhân bệnh tim như tôi cứ yên tâm rằng là ở Việt Nam mình tay nghề của bác sĩ rất là tốt, trong đó có tay nghề của bác sĩ 175. Rồi, xin chào bác. Thì hôm nay bác thấy khá hơn hôm qua chưa? Qua 10 thì mày đỡ được mấy phần rồi? Đỡ được 5 cái phần. Rồi, cháu nghe lại cái phổi cho bác nghe. Đây là chú còn chứng bụng không? Đỡ rồi. Đỡ rồi hả? Bị tim bị năm 2009 đó, không biết ở trong cơ thể như sao mà nó đau lồng ngực này, nó đau không thể tả được, đau dữ dằn lắm, đau chịu không có nổi luôn, đẩy hơn là chết. Chuyển hướng là nói bác sĩ trên đó là cho chuyển về bệnh viện 175, tại vì bệnh viện này là nghe cũng bác sĩ cũng giỏi. Bây giờ xuống đây thì bệnh hoạn thì về xuống đây trăm sự nhờ bác sĩ, chứ gì cũng không biết gì nữa hết á. Thì mấy bác sĩ đây cũng có tư vấn kỹ lắm. Ca vô lực này thành công á là cũng nhờ là bác sĩ Hưng. Bây giờ là khoảng khỏe hết 70% rồi đó. Bác sĩ Hưng thì nói là khoảng chú ráng tập các thứ sáu rồi chút xuất viện. Nói chung là cũng bây giờ nó mình cũng không biết nói gì hơn. Khi mà ca vô lực của tôi thành công á là trước hết đó, cảm ơn bác sĩ Hưng. Đằng sau nữa đội ngũ là những bác sĩ cùng ca mẫu đó với bác sĩ Hưng, cảm ơn rất là nhiều. Mình nghĩ hay là mình là cái người theo điều trị của bệnh viện này từ năm 79 đến giờ hay là đặc biệt gì đấy mà lại nhiệt tình thế, nhưng mà không phải tất cả các ca vào mổ ở đây thì cái bệnh viện đấy và cái khoa 2.3 này nó không những mà họ phục vụ tốt, họ còn có một cái tính nhân đạo lớn lắm. Tại vì tất cả mọi người cùng mổ là ở các tỉnh, ví dụ như Quy Nhơn này, Đắk Nông này, Gia Lai này,
toàn ở các tỉnh người ta cũng nghèo, nhưng mà vào đây là các bạn không phân biệt nghèo giàu gì cả. Đấy là cái mà nhân văn nhất. Tim mạch là cái bệnh bây giờ nó rất là phổ biến. Tế thì có thể là cái tỷ lệ tử vong cao nhất của bệnh tim mạch là nó cao nhất, nhất là cái bệnh mãn tính á. Tại vì bây giờ thì người dân bị với bệnh lý chuyển hóa này, đái tháo đường, béo phì, rồi từ đó tăng huyết áp lên, rồi sau đó những bị nhồi máu cơ tim, rồi bệnh các bệnh lý về tim, suy tim rất là nhiều. Thì trung tâm tim mạch hình thành để phục vụ cho nhu cầu của người dân thôi. Rất là an tâm, tin tưởng, cho nên mới đưa chồng vào bệnh viện này. Đến giờ phút này là chuẩn bị chiều nay ra viện. Cũng rất là cảm ơn các nhân viên y bác sĩ ở bệnh viện 175 và đặc biệt là khoa phẫu thuật tim mạch của bệnh viện. Tất cả các cái y bác sĩ đều trẻ, năng động, nhanh nhẹn, cũng rất là nhiệt tình, họ chăm sóc gần gũi với bệnh nhân, nói chung là thấy rất là tốt. Cũng cầu chúc cho y bác sĩ của bệnh viện, đặc biệt là của khoa, có nhiều sức khỏe và nhiệt tình trong cái công việc. Nói chung là muốn cảm ơn đến bác sĩ rất là nhiều. Thì định hướng của ban giám đốc bệnh viện 175 á, thì tạo cho một cái bệnh viện 175 một quần thể trung tâm y tế hiện đại để phục vụ tất cả các bệnh nhân, trong đó là trung tâm tim mạch bệnh viện 175 được hình thành để góp phần vào tạo cái thương hiệu và sẽ cố gắng là tạo thành một cái trung tâm tim mạch hoàn chỉnh trong vấn đề điều trị, phục hồi chức năng cũng như là dự phòng tất cả các bệnh lý tim mạch. Ưu điểm của trung tâm tim mạch mình đó thì nó là tổng hòa tất cả các chuyên ngành nội ngoại khoa và can thiệp tim mạch, và là ứng dụng những cái công nghệ mà tốt nhất của bây giờ, cũng giống như phương châm của bệnh viện tận hiến tất cả những cái trình độ chuyên môn kỹ thuật của mình cho người bệnh và tạo cho người bệnh những cái chất lượng phục vụ tốt nhất khi đến bệnh viện 175. Chào đón quý vị đang đến với chương trình Lưu Trắng Diệu Kỳ. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ mở đầu câu chuyện hôm nay với hai vị khách mời đầu tiên ạ. Dạ, xin chào cô chú. Cảm ơn cô chú đã đến với chương trình hôm nay. Dạ, câu chuyện của cô chú bắt đầu từ khi mà chú nằm bệnh viện đúng không ạ? Dạ, chú có thể bắt đầu câu chuyện của mình là lúc đó là chú gặp bệnh gì ạ? Chú có một cái bệnh tim mạch, tiểu đường và huyết áp. Ồ, dạ. Mà ba cái căn bệnh này nó ở trong người chú là khoảng 15 năm. Riêng cái bệnh tim thì chú là bị nhồi máu cơ tim là 3-4 lần à. Nhưng mà cái lần cuối cùng đấy á, nó nặng nhất. Mà gia đình chú cũng nghĩ là khó mà qua nổi. Cái bệnh của chú là mười mấy năm nhưng mà nó cũng diễn biến nó cứ từ từ. Hai lần nó đột quỵ, nhưng mà đột quỵ kiểu nhẹ, chữa theo kiểu uống thuốc thôi, chưa đến mức phải đặt stent. Nhưng mà thực sự ra cái lần này là cái lần là nó quá nặng. Nó nặng tới mức mà nếu mà không nhanh này, không gặp bác sĩ giỏi này, không được chăm sóc tốt này, thì chắc là không qua khỏi. Mà cái quan trọng nhất là gặp bác sĩ tốt, bác sĩ giỏi. Cái đấy là cái quyết định của cái ngày hôm nay. 23 tháng 12 âm lịch là chú vào nhập viện. Thì lúc đấy là ở cái khóa cấp cứu, được qua 2 lần mà cấp cứu mà chú qua được cái cơn gọi là nguy kịch nhất. Khi nãy thì con có nghe chú nói cái đợt mà chú trở bệnh này là cái đợt nặng nhất, gia đình nghĩ là không qua khỏi. Thì con biết rằng là cô luôn ở bên cạnh chú trong những lúc như thế. Vậy thì tình trạng của chú lúc đó như thế nào cô? Cái hôm đấy thì chú là trở bệnh rất là nhanh, chú thở không được. Giống như một cái con cá mà nó ở trên cạn ấy, không thở được luôn. Thì khi đấy chú thở không được thì rõ ràng là cô cũng giống như nghẹt thở luôn rồi. Ngay lúc đấy đêm rồi, 11, 12 giờ đêm, gấp gáp ta đưa chú đi bệnh viện. Đến bệnh viện 175 thì được cấp cứu, phải nói là cực kỳ kịp thời. Chú ở khoa cấp cứu sau đó thì ta xác định là do cái tim mạch của chú nó khoảng 4-5 hôm thì chuyển chú về khoa A2.2 để can thiệp động mạch vành. Thì ở đấy cũng gặp được các bác sĩ của khoa 2.1 là bác Liêm là trưởng khoa, thì các bác rất nhiệt tình. Qua máy móc và kinh nghiệm thì cho thấy là chú có hai động mạch và cái mạch máu vào tim là gần như bị tắc. Cho nên là phải được can thiệp sớm mới đảm bảo về cái sự sống của chú. Chú là bị đột quỵ thì bác sĩ quyết định là đặt stent. Các bác rất là cố gắng nhưng mà không đặt được. Cái lý do là cái động mạch vành của chú nó bị vôi hóa. Nó vôi hóa mà nó lại ở cái vị trí rất là khó đạt. Cho nên các bác quyết định là cho dừng lại để hội chẩn lại và đưa ra cái phương án mới. Bây giờ trường hợp của chú là nó có hai phương án. Một là chăm sóc sức khỏe nó tốt rồi, đầy đủ cả đấy. Một là đặt
đen lại, mà hai là phải mổ. Thế thì các bác cũng động viên là cho 2 tuần về nhà, vừa bồi dưỡng sức khỏe vừa suy nghĩ. Khi mà bị vôi hóa đó, nó không thành công đó, lúc đó cô chú chắc lo dữ lắm. Thực sự cái lúc mà không thành công xong, cô đoán được tâm lý chú có vẻ thất vọng. Và cô thì hoàn toàn rất lo lắng, biết làm sao được, cũng phải cố gắng vượt qua những cái tâm lý đấy. Rồi cố gắng giữ gìn sức khỏe để đầy đủ sức khỏe để mổ. Nhưng mà rõ ràng cái bệnh tim thì mình có giữ là do mình, còn cái bệnh nó trở lại thì mình cũng không biết nó trở như thế nào, nên là rất lo. Thì bác sĩ có đưa ra một cái phương án tiếp theo là mổ. Thì không còn con đường nào khác, là mình phải chọn mổ thôi. Còn đặt stent thì cũng có thể được nữa, nhưng mà sợ là nó không thành công nữa thì lại quá trình chờ, nhỡ mà nó đổ bệnh thì cũng mổ cấp cứu thì nguy hiểm. Chú, cô chú có gặp bác Liêm mà nói là theo bác thì cái phương án nào là nó khả thi nhất? Thì bác Liêm thì bác bảo là phương án mổ thì là khả thi nhất. Tại vì các bác cũng phân tích cho cô chú là thế này: cái tuổi đối với chú là chưa phải cao lắm, cả cái chức năng nội tạng của chú nó đã đang đáp ứng được những cái mà khi phẫu thuật can thiệp vào. Cho nên khuyên là mổ càng sớm thì càng tốt. Khi quyết định là mổ thì các bác bảo là cô chú quyết định mổ ở đâu? Rất nhiều bệnh viện, hiện nay thành phố chúng ta có 40-50 bệnh viện có thể mổ được. Thì cô chú cũng suy nghĩ là quyết định mổ 175. Bởi vì 175 thì máy móc rất là hiện đại, y bác sĩ thì rất là tốt và trẻ. Cô chú thì có một cái suy nghĩ là trẻ thì sẽ cập nhật tốt hơn. Cô chú đều có chung tâm trạng đó là lo lắng, nhưng lo lại lắng. Cố giấu cái lo đó. Đúng, tại vì chính sợ, xác. Sợ chồng hay là vợ lại đúng lo rồi em. Tức là nó lo mà không nói lên được luôn đấy. Đấy, chú là thuộc dạng là cá khó đấy. Tại vì là chú là đã bị tim như thế rồi, lại còn tiểu đường, lại còn huyết áp cao. Trước khi mổ vài tháng ấy, thì cái phổi nó cũng không được tốt, cứ sốt đi sốt lại hoài à. Nếu mà sốt thì cũng không mổ được, mà đường cao cũng không mổ được. Vân vân, nhưng mà gặp bác Hưng thì tự nhiên mình không có gì vân vân cả. Trong cái thời gian chờ mổ, bác Hưng khám hàng ngày và bác Hưng có thông báo các cái chỉ số và phải làm thêm những cái gì để cho nó an toàn, thì mình tin tưởng hoàn toàn luôn. Thực sự là phải rất an toàn mà. Chưa có bao giờ mà ngày mai mổ mà tối nay chú ngủ một giấc từ đầu hôm đến sáng rất là ngon lành. Có nghĩa là đêm hôm đó không có một cái gì băn khoăn. Thì bác sĩ Hưng đã điều trị hết những cái bệnh trở lại cái trạng thái bình thường để bác mổ cho an toàn. Trước khi chú vào phòng mổ thì cái cậu gây mê cũng hỏi chú là chú có gì phân vân không để chú giáo giải thích thêm. Em bảo không, chú cũng thấy tin tưởng tuyệt đối vào cái đội ngũ bác sĩ. Cái thứ hai là bệnh viện bây giờ đầu tư các loại máy móc quá hiện đại. Mà đặc biệt là bậc Hưng nữa để điều trị các chỉ số đảm bảo mổ. Thì chú tin tưởng tuyệt đối, cho nên chú không có gì vân vân. Bác sĩ Hưng là trực tiếp là mổ cho chú. Cô chú gặp bác Hưng thì mới bắt đầu gặp thì chỉ biết là ồ lên, ô bác sĩ trẻ quá. Nhưng mà lúc mà trẻ quá như vậy thì cô và chú có cảm thấy trăn trở về cái tay nghề cũng như là kinh nghiệm không ạ? Được bác sĩ tư vấn về bệnh, phương pháp làm với các thứ thì cô chú lại hoàn toàn yên tâm. Chính vì cái yên tâm cũng là giúp cho cô chú cũng khỏe ngay từ những cái lúc gặp. Lo nè, rồi có hy vọng, rồi thở phào nè. Đúng rồi. Nhưng mà ca mổ của chú đã diễn ra như thế nào ạ? Bắt đầu gây mê là chú không biết gì nữa. Dạ vâng ạ. Nhưng mà được cái là rất mừng là sau khi mổ thì chú lại hồi sức rất nhanh, chú tỉnh rất nhanh. Người ta có thể 2-4 tiếng mới tỉnh. Nhưng mà chú có 8 tiếng đồng hồ chú tỉnh rồi. Chú vào ca mổ rồi thì cô với lại hai em là con gái cô ấy hồi hộp, nhưng mà cũng được các bác sĩ điều dưỡng rất là động viên. Mà chú mổ là cái lúc 10 giờ trưa thì cứ động viên cô là ăn uống nghỉ ngơi thư giãn đi, rồi một lúc nữa là sẽ gặp chú. Với gia đình thì nó là ghê gớm lắm, nó lo lắm. Nhưng mà ở trong khoa A2.3 đấy thì cô thấy bác sĩ với lại điều dưỡng thì bình thường. Có nghĩa là gặp rất là nhiều ca và đã thành công rất nhiều rồi. Từ khi mà chú vào viện điều trị cho đến khi chú xuất viện thì cô đã chứng kiến tất cả các ca mổ về tim thành công hết 100%. Sau đó là cái sức khỏe của chú cũng được phục hồi tốt, mà cũng không có một cái đột biến gì cả. Sau khi về được một tháng thì chú quay trở lại vật khóa vật lý trị liệu của bệnh viện theo như chỉ định tư vấn trước khi mổ. Để phục hồi cái chức năng của cái tim. Thế thì cái này là cái các bác sĩ được đào tạo cái công nghệ đó là ở Đức.
Và các bác rất nhiệt tình, và các bác nói là tập thì cái tim của bác nó nhanh phục hồi hơn và nó khỏe mạnh hơn. Thế đúng là quả như thế thật. Từ ngày mổ đến bây giờ là bước sang tháng thứ tư. Thế nhưng mà chú có một cái cảm nhận là cái sức khỏe của chú nó khoảng 90% rồi. Cái trong đó có hai cái chú nghĩ là, một là cái đội ngũ bác sĩ mổ của mình, sau đó viện 175 là có thêm một cái khoa mà phục hồi chức năng cái tim là vật lý trị liệu. Nhờ được cái đó sức khỏe chú hồi phục rất là nhanh. Gia đình chăm bệnh như cô chăm bệnh lại ở trong đấy quen rồi, xong lại cũng quên mất là về nhà như thế nào. Các bệnh nhân đều khỏe khoắn hết, tức là chăm bệnh thấy hết cả nặng nhọc đi, thế là cứ vui thôi. Vui là vậy nè, được động viên tinh thần là vậy. Đúng. Nhưng rồi, mà cái khoảnh khắc bác sĩ bước ra khỏi ca mổ và nói là thành công rồi, thì lúc đó thì nó mừng đến vỡ òa, không thể tả được nữa. Chú giống như là được sinh lại lần thứ hai tại bệnh viện 175 thôi. Cô có nói một câu, con nghĩ là chú cũng đồng tình và có thể cảm nhận rõ, đó là cô nói rằng là chú được tái sinh tại bệnh viện 175. Và khi mà nhắc tới đội ngũ y bác sĩ về sự ân cần, con thấy chú cũng rất là xúc động rưng rưng. Vậy thì cái điều gì chạm đến trái tim của chú nhất? Cái mới để cho mình cảm kích và cái ấn tượng là thực sự trước hết là cái tình cảm của các bác sĩ, rồi các bác chăm sóc, các bác thăm hỏi, các bác giải thích, là cái đó là mình đã rất ấn tượng rồi. Mặc dù là máy móc hiện đại nhưng mà cái trình độ được đào tạo vững thì giải thích mình yên tâm lắm. Một lần đi qua là một lần mình có đánh giá đúng về cái trình độ của lớp trẻ được đào tạo và mình xúc động lắm. Nếu như không có các bác thì chú cũng chưa hẳn là con bây giờ. Cái thứ hai nữa là cũng chưa hẳn là hoàn thiện được như bây giờ. Bác Hưng cũng vất vả đấy, gần như là cũng khoảng 80% thời gian ở bệnh viện này. Còn có 20% cho gia đình thôi. Mà các bác sĩ ở trong cái khoa đấy có cái thái độ thân thiện, và nhân viên điều dưỡng cũng có một thái độ thân thiện. Đấy là một cái tư duy mới mà về lãnh đạo đấy. Những cái điều đó mà cô đã liên tục nói là trời, bác sĩ dễ thương lắm, bác sĩ đáng yêu lắm. Vậy thì cô chú đã thể hiện điều đó ra với bác sĩ chưa? Chẳng hạn như là có những lời cảm ơn đã được nói chưa? Ngày hôm nay cô chú muốn hiện diện ở cái chương trình gửi lời cảm ơn đến bác Hưng, cảm ơn đến tập thể y bác sĩ 175, cảm ơn đến bệnh viện 175. Và cũng muốn chia sẻ cái câu chuyện này đến tất cả mọi người, để mọi người biết đến một cái địa chỉ bệnh viện 175 khoa tim mổ rất là an toàn, tin tưởng cho mọi người để mọi người cùng biết đến. Đấy. Một địa chỉ tin cậy đúng không ạ? Tin cậy. Và khi mình đến đây thì mình sẽ được chăm sóc không chỉ là về sức khỏe thể chất mà còn về sức khỏe tinh thần. Đúng, chính xác. Không phải những cô chú cảm nhận như vậy mà cô cảm giác như tất cả các bệnh nhân, người nhà để ngồi ở lại chăm sóc á, tức là cứ ngỡ ngàng và ngạc nhiên. Tại vì lâu nay ở trong cái tư tưởng của mọi người mà đi chăm bệnh này rồi bị bệnh vào bệnh viện cứ nghĩ là không phải là như vậy. Từ bác sĩ này rồi lại bác sĩ khác rồi điều dưỡng rồi kể cả những cái người mà nhân viên vệ sinh thôi, hoặc là những cái người mà bảo vệ thôi, cũng là phục vụ một cách là để cho mình tự nhiên mình yên tâm. Bác sĩ ở bệnh viện đã đưa cô chú từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thì ngày hôm nay cô chú đến với chương trình này cũng sẽ có thể là đem đến cái sự ngạc nhiên vô cùng thú vị cho bác sĩ ạ. Cô chú cảm ơn con. Dạ vâng ạ. Còn bây giờ thì con xin mời cô chú sẽ cùng đến với một tiết mục âm nhạc ạ. Xin mời cô chú cùng quý khán giả cùng thưởng thức ạ. Chim, tôi sẽ là loài bồ câu chim.
một đóa hương dương. Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm. Là người, tôi sẽ chết cho quê hương. Là chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm. Từ Nam ra ngoài Bắc bao tin nối liền. Là hoa, tôi nợ tình yêu ban sớm. Cùng buồn trái tim ngất ngây hòa bình. Là mây theo làn gió tung bay khắp trời. Nghìn xưa oai hùng đó tôi xin tiếp lời. Là người xin một lần khi nằm xuống nhìn anh em đứng lên phất cao ngọn cờ. Xin được cảm ơn thiếu tá Trần Phạm Cẩm Thơ đến từ Ban Công tác Xã hội Bệnh viện Quân y 175 với tiết mục đầy ý nghĩa đó là ca khúc tự nguyện ạ. Dạ, và thông qua ca khúc vừa rồi chị muốn mang đến thông điệp gì cho chương trình ạ? Trước tiên cho phép Cẩm Thơ xin được gửi lời chào trân trọng nhất và lời chúc tốt lành nhất tới tất cả các y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175 cùng với tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình
rất là ý nghĩa ngày hôm nay, Blue Trắng Diệu Kỳ. Và hôm nay đến với chương trình thì Cẩm Thơ rất là vui được mang lại một ca khúc rất là ý nghĩa. Ca khúc như một lời động viên khích lệ tới tinh thần của các y bác sĩ. Mong các y bác sĩ có thật nhiều sức khỏe, thực hiện được cái sứ mệnh rất là cao cả và vinh quang của mình là cứu chữa cho tất cả các người bệnh. Và cũng mong với cái tinh thần của bài hát này thì tất cả những người bệnh sẽ có được sự lạc quan, tin tưởng nhất định là mình sẽ vượt qua được bệnh tật và chiến thắng được bệnh tật. Cảm ơn tiết mục rất là hay của thiếu tá, cũng như là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị ạ. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nhân vật tiếp theo ạ. Xin mời ạ. Chào đón quý vị đang quay trở lại với chương trình Blue Trắng Diệu Kỳ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với vị khách mời, đó là Thạc sĩ Bác sĩ Chuyên khoa 1 Nguyễn Doãn Thái Hưng, Phó trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch Bệnh viện Quân y 175. Chào bác sĩ Hưng đã đến với chương trình hôm nay ạ. Bác Hưng còn rất là trẻ, là chắc là bác Hưng bắt đầu vào công việc là bác sĩ trong thời gian gần đây thôi đúng không ạ? Em cũng đã bắt đầu công việc làm bác sĩ được 10 năm nay rồi. Ôi 10 năm rồi. Dạ. Rồi em cũng công tác trong chuyên ngành phẫu thuật tim mạch cũng gần 10 năm. Dạ. Dạ. Mình ra trường là mình có định hướng luôn là trở thành bác sĩ phẫu thuật tim mạch ạ? Dạ, thì sau khi ra trường thì em có học đào tạo về bác sĩ nội trú ngoại. Khi học bác sĩ nội trú ngoại thì có được định hướng về cái chuyên ngành phẫu thuật tim mạch. Khi mà còn là học sinh phổ thông trung học thì bác sĩ Hưng đã nghĩ là mình sẽ trở thành bác sĩ trong tương lai không chưa ạ? Dạ cũng có, tức là từ cái lúc mà chuyển giao từ cấp 2 sang cấp 3 thì em cũng có yêu thích nghề y và cũng đã có định hướng vừa gia đình rồi vừa xung quanh nữa. Dạ, gia đình có nghĩa là ngành y là truyền thống của gia đình mình ạ? À, không, bạn bè của ba mẹ là những cái bác cũng làm trong nghề y rồi cũng đến chơi nhà rồi cũng khá là thân thiết. Lâu dần mình có cảm mến với nghề y vậy thôi. Bác bắt đầu làm việc tại Bệnh viện Quân y 175 từ khi nào ạ? Mà em bắt đầu làm việc ở Bệnh viện 175 từ đầu năm 2017 đến nay là 6 năm. Trong cái hành trình mà 10 năm làm bác sĩ và 6 năm tại Bệnh viện Quân y 175, bác có những cái cột mốc đáng nhớ nào bác có thể chia sẻ với quý vị khán giả không? Mốc đáng nhớ đầu tiên thì là nó đánh dấu một cái bước mà thay đổi ở trong ngành, nó gọi là về chất của bác sĩ. Là sau khi mà đào tạo, như trường mình là đào tạo 7 năm y đa khoa, hầu hết sinh viên y đều rất mong ước là trở thành bác sĩ nội trú. Vào tầm tháng 8 năm 2013 thì em đậu bác sĩ nội trú và chuyên ngành ngoại trung. Đó là một cái cột mốc mà ngày đó sinh viên thì rất là mơ ước. Sinh viên đi học nhìn các anh chị bác sĩ nội trú lúc đó như kiểu là rất là thần tượng. Dạ vâng. Và gần như ước mơ của tất cả sinh viên y đều là như vậy. Dạ. Cái cột mốc thứ hai là trong quá trình học bác sĩ nội trú là năm 2014 thì em được tiếp xúc với lại thầy là thầy bây giờ là thầy phó sư Nguyễn Sinh Hiền. Người thầy định hướng về chuyên ngành cho mình. Đó là một cái cột mốc mà nó góp phần đưa mình đi theo cái chuyên ngành đến hiện nay. Gần đây thì là tầm năm 2019. Dạ. Một cái cột mốc cũng đáng nhớ là cái ca mình được mổ, được đứng chính mổ đầu tiên, một cái ca mà phẫu thuật tim tại Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh, thì nó đánh dấu cái bước trưởng thành về mặt chuyên ngành của mình. Nó có ba cái mốc mà mình rất là nhớ. Chúc mừng bác với ba cột mốc đó. Để có được ba cột mốc đó thì chắc là bác sĩ cũng đã trải qua rất là nhiều những khó khăn. Vậy thì với một bác sĩ phẫu thuật tim mạch, cái khó khăn nhất là gì ạ? Nghề y thì vốn dĩ là vất vả. Chuyên ngành nào thì cũng có những khó khăn nhất định của chuyên ngành đó. Mình cũng có lợi thế là mình đã trải qua cái thời kỳ học nội trú mà tiếp xúc với nhiều chuyên ngành ngoại, cũng được đi mỗi khoa một khoảng thời gian nhất định để mình có cái nhìn nó tổng thể về nhiều cái chuyên khoa. Phẫu thuật tim mạch nó gần như là chuyên ngành vất vả. Đến thời điểm này gần như là các bác sĩ mà theo chuyên ngành phẫu thuật tim mạch thì theo các anh em trong chuyên ngành nói vui là gần như là bắt đầu sắp tuyệt chủng nơi rồi. Tại vì đây là chuyên ngành mà gần như mọi người đều muốn tránh né. Cũng chính bởi vì những cái sự khó khăn phức tạp của nó. Thứ nhất á, là phẫu thuật tim mạch đòi hỏi một cái đầu vào tốt. Quan trọng nhất phẫu thuật viên là phải có một cái bàn tay khéo léo. Và quan trọng hơn là phải có một cái đam mê, thực sự là đam mê nghề nghiệp. Bởi vì á, là khi mà
quyết định đến với phẫu thuật tim mạch, mình sẽ phải bỏ ra một khoảng thời gian rất dài mình mới có thể trở thành một phẫu thuật viên chính được. Thời gian đó không phải tính bằng tháng, bằng 1-2 năm mà nó phải ít nhất là 5 năm. Rồi sau khi làm trở thành phẫu thuật viên chính á, cái tuổi nghề cũng không phải là dài, đến chừng 50 tuổi trở ra lúc đó tay cũng run rồi, lúc đó cũng không thể còn có những cái phẫu thuật đỉnh cao được nữa. Thường trực thì luôn có những khó khăn, tức là về cái phẫu thuật tim mạch này đòi hỏi phẫu thuật viên phải có một cái nó gọi là hao tổn cả về thể xác lẫn tâm hồn á. Tức là về thể xác là sức khỏe lúc nào cũng phải rất là tốn sức. Những ca mổ tim thường là kéo dài, nhanh thì 3 tiếng, nhưng mà có những ca mổ là thường trực là 5 tiếng, 6 tiếng, có khi cả ngày, có khi mổ từ sáng đến khuya, thì phẫu thuật viên sẽ phải có một cái sức bền. Cái thứ hai là cái khả năng chịu đựng stress, bởi vì có rất nhiều áp lực trong công việc mổ thì sự tập trung là tối đa, vì chỉ cần một sơ sẩy nhỏ thôi là sẽ mất bệnh nhân. Không chỉ lúc mổ mà còn sau khi mổ thì còn phải có rất nhiều những cái áp lực về chăm sóc sau mổ, những áp lực từ phía gia đình bệnh nhân cũng như từ áp lực của chuyên môn. Cái thứ ba, bác sĩ phẫu thuật tim mạch gần như rất không có thời gian cho gia đình. Người ta nói gia đình là số 1, nhưng mà đối với phẫu thuật tim mạch thì có khi gia đình là số 2. Bệnh viện và bệnh nhân lại là số 1. Và điều đó đôi khi nó làm cho người nhà cảm thấy rất khó chịu. Đặc biệt là bạn đời của mình. Mình gần như là từ sáng đến tối là mình phải ở bệnh viện. Về đến nhà thì lúc đó là cơ thể mệt mỏi đã rời rồi, chỉ muốn ngủ thôi. Không thể nào mà phụ vợ con, chăm sóc gia đình cũng như là con cái được. Đó là một thiệt thòi rất lớn. Và một cái khá là ảnh hưởng đó là cái thu nhập. Phẫu thuật viên tim mạch có một cái thu nhập có thể nói là chưa cao thì nó cũng không đúng, nhưng mà nó là kém nhất trong tất cả những bác sĩ mà về ngoại khoa. Chính những cái sự khó khăn vất vả rồi thu nhập không đảm bảo nó làm cho cái việc mà trở thành phẫu thuật viên mạch là cái rào cản đối với nhiều người lớp trẻ hiện nay. Tại sao lại có một cái nghịch lý là điều trị bệnh tim mạch thì chi phí lại cao, trong khi đó là thu nhập của bác sĩ tim mạch lại thấp ta? Cái đặc điểm quan trọng nhất của bệnh nhân tim mạch đó là đa phần là hoàn cảnh rất khó khăn. Chính vì cái sự khó khăn đó nó làm cho cái việc điều trị người ta một là trễ, họ đến viện khi mà họ đã bệnh rất nặng rồi. Chính vì bệnh nặng lại chi phí điều trị lại cao. Chính vì cái việc mà bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn nên là cái việc mà gia tăng thu nhập cho nhân viên y tế bằng những cái gói điều trị dịch vụ là không thể. Trong khi đó chi phí điều trị cho một cái ca bệnh lý tim mạch nó mắc, bởi vì những cái thiết bị hỗ trợ để điều trị một cái bệnh lý tim mạch gần như là rất mắc. Mặc dù ở nước mình thì cái chi phí cho vật tư y tế là nếu mà so với nước ngoài thì không hề mắc một chút nào. Nếu như mà người bệnh nào họ được điều trị ở nước ngoài, họ sẽ thấy là cái chi phí điều trị ở Việt Nam thực sự rất rẻ. Ở viện cũng vậy thôi, ở viện có những cái trường hợp mà người bệnh chỉ cần bỏ ra cái số tiền thực sự đối với nhiều người không hề lớn, nó chỉ có khi chỉ cần 20-30 triệu là đã giải quyết được cái bệnh của họ. Nhưng mà thực sự đối với nhiều người đó là cả một cái tài sản. Mới cách đây 2 tuần thôi, em có điều trị cho một cái ca mà tưởng chừng như là không thể nào mà mình cứu sống được người ta. Đó là một cái chú công nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, sau đó là vỡ thất trái, mở tim. Khi đưa lên bàn mổ, trước khi lên bàn mổ là mình giải thích là với những cái bệnh đó y văn mà ở nước ngoài người ta cái tỷ lệ cứu sống cũng rất thấp. Tỷ lệ sống còn chỉ tầm từ 10-30% thôi. Ở trên bàn mổ thì gần như là cũng phải vật lộn. Có những lúc thời gian là em nghĩ là bệnh nhân không qua được. May sao bệnh nhân vẫn có thể vượt qua được cuộc mổ và chuyển về bên hồi sức với một cái diễn tiến hậu phẫu rất là khả quan. Tuy nhiên lúc đó bắt đầu phát sinh vấn đề là chi phí của bệnh nhân. Thì con của bệnh nhân mới lên gặp và nói là thực sự bây giờ cái số tiền mà từ 30-50 triệu người ta bán nhà cũng không đủ. Và họ xin cho bệnh nhân đi về. Thì đó, cái thực trạng của mình nó là như vậy. Khi mà hỏi bác những khó khăn thì bác có thể kể ra rõ ràng, rành mạch từng khó khăn như thế. Vậy thì điều gì đã níu giữ bác với phẫu thuật tim mạch và thôi thúc cho bác là càng đam mê hơn nữa, càng cố gắng hơn nữa trong nghề? Khó khăn thì rất nhiều. Thực sự thì lúc mới bước vào nghề thì anh em nhiều người họ ngăn cản lắm. Thầy của em là phó giáo sư Sinh Hiền á, em nhớ mãi câu mà ngày đầu tiên em gặp anh á, anh nói là nghề này không đam mê thì không thể nào làm được hết á. Tức là nghề y không phải là nghề mưu sinh. Nếu như mà mình mà không đam mê nghề nghiệp thì không làm được. Và phải xác định luôn là nếu như mà theo cái nghiệp phẫu thuật tim mạch á, thì chỉ có đi xe đạp thôi. Là một người sinh viên thì mình bác sĩ mới ra trường mình cũng không quan tâm cái chuyện đó lắm. Mà mình cũng thực sự là không hiểu cái chuyện đó.
chị thấy là thầy có một cái phong thái, một cái trái tim ấm áp, hiền từ, một cái khí chất tốt, và mình chỉ muốn trở thành như vậy thôi. Trong cái lớp em học 4 người theo học chỉ chuyên ngành phẫu thuật tim mạch, nhưng mà hiện tại chỉ còn mình em theo thôi. Đó thì để thầy thấy rằng là trên con đường mà đi á, nó sẽ rớt lại rất nhiều thứ. Mà ngay trong cái quá trình em học thì cũng có rất nhiều anh em bạn bè cũng công tác trong chuyên ngành, thời gian cũng tương đối, rồi họ lại phải rẽ theo một thứ khác, cũng phải có những cái động lực thì mới có thể theo đuổi được chuyên ngành. Thì cái mà cảm thấy mà nó an ủi mình nhất á, là cái công việc của mình nó đem lại niềm vui cho bệnh nhân, cho gia đình của họ. Thì mỗi trái tim là một mạng sống mà. Đằng sau một trái tim là gia đình họ, là người chồng hoặc người vợ hoặc những người con. Bước ra khỏi phòng mổ mà mình cảm giác là sẽ đem người ta về lại cho gia đình, là cũng là một cái niềm vui lớn rồi. Cái động lực thứ hai á, là thực ra cái môi trường của em đang làm thì khá là tốt. Bệnh viện thì được đầu tư rất là bài bản, đầy đủ trang thiết bị. Lãnh đạo bệnh viện lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho đời sống của nhân viên. Tất nhiên là không phải là quá là đầy đủ, nhưng mà nó cũng đủ với cái nhu cầu hiện tại của em. Em không có phải là cần quá nhiều thứ. Đó thì nói chung là với cái công việc hiện tại em chỉ cần làm chuyên môn thôi. Giống như là ở bên Mỹ, các nhà khoa học họ chỉ cần làm chuyên môn tốt thôi, còn họ không cần quan tâm chuyện gì khác nữa. Hiện tại cái công việc nó đem lại cho mình cái niềm vui hàng ngày, mình được đi mổ, được đắm chìm vào trong cái niềm vui yêu thích mổ của mình, cũng không phải bị những cái danh vọng hay gì đó nó cuốn hút mình theo cái. Mình cũng thấy rất là thoải mái. Đôi khi mệt quá thì cũng tự an ủi mình thôi. Tôi quyết định là mổ tại viện 175 bởi vì tôi là một quân nhân. Ngay từ ban đầu, khi bắt đầu trước khi mổ, mới tìm bác sĩ Hưng, thì thấy bác sĩ rất là hiền lành, cũng có chuyên môn cao và cũng được đi tập huấn và thực tập học ở bệnh viện tim. Đấy thì bác sĩ cũng cho tôi xem tất cả các cái ca mổ cũ. Tôi được nghe biết là cái trang thiết bị của bệnh viện rất là tốt và cũng có cái hỗ trợ của các bác sĩ bệnh viện tim nữa. Cho nên là cái ca mổ rất thành công và bác sĩ Hưng là rất là nhiệt tình, và các cái y bác sĩ và các cái điều dưỡng viên hết sức là tạo điều kiện và cho gia đình nhà tôi chăm sóc và hỗ trợ tôi trong quá trình mổ. Bắt đầu nhập viện là từ 29 tháng 3 năm 2021. Đây thì điều trị khỏi được cái bệnh sốt xuất huyết. Thế sau đó thì tôi quyết định mổ là từ 22 tháng 4 năm 2021. Cái ca mổ là lúc đấy là chỉ có sửa van tim, sửa xong bắt đầu con virus nó tấn công mạnh quá. Đấy thì cái thời gian đó là tôi bị tràn dịch phổi, phổi trắng hết, phải mở nội khí quản, ăn thở và các thứ nữa, cái cơ hội sống rất là ít, gần như không còn. Gia đình này tôi quyết tâm là chữa và điều trị tại đó chứ không chuyển đi đâu cả. Cho nên là bắt đầu mới mổ cấp cứu lần thứ hai, lý do bởi vì tôi bị rách, cái con virus nó xâm nhập. Thì mổ lần thứ hai thì là mổ thay van sinh học. Bắt đầu ca mổ thứ hai tôi không biết gì nữa. Đến tận tháng 7 nó bắt đầu tỉnh lại thì lúc đấy tôi mới biết được. Lúc đấy mình bắt đầu biết là mình sống lại. Khi tôi được ra viện thì tôi cũng nghĩ là tôi nằm trên giường bệnh. Thế nhưng mà tiếp tục được điều trị ngoại trú thì đến nay là tôi sức khỏe tôi cũng hồi phục tương đối. Trao đổi với bác sĩ Hưng. Bác sĩ Hưng cũng chỉ căn dặn rất là tận tình và rất cảm ơn các cái bác sĩ của bệnh viện 175, đặc biệt là bác sĩ Hưng và đặc biệt là cái ban chỉ đạo của ban giám đốc của bệnh viện, cũng như là tất cả tập thể y bác sĩ của tất cả các khoa. Cái hồi sinh này tôi thấy quá kỳ diệu, và đánh giá của bệnh viện cũng như tất cả gia đình bạn bè, đây cũng là một kỳ tích mà tôi đã gần như là chết đi sống lại. Bác sĩ cũng đã chia sẻ về bệnh viện quân y 175 như là một cái niềm tự hào của mình. Vậy thì cái điều tự hào nhất của bệnh viện quân y 175, hay là cụ thể hơn là ở khoa phẫu thuật tim mạch, đó là gì ạ? Có lẽ cái điều tự hào nhất đó là bệnh viện có một cái chiến lược phát triển rất là tốt. Chiến lược đó bắt đầu từ đâu? Từ cái sự đầu tư đúng đắn về
cái trang thiết bị cũng như là vật tư gần như là ở trong thành phố hoặc thậm chí trong nước mình thì những cái thiết bị mà hiện đại nhất thì chúng em đều được trang bị. Nó rất phù hợp cho những cái chuyện là tụi em muốn triển khai những cái kỹ thuật mới. Thực ra những cái kỹ thuật chuyên sâu mà high tech ở trong y học nó là cái tương lai của y học. Y học có phát triển được thì phải cần những cái kỹ thuật chuyên sâu và người bệnh cũng sẽ được hưởng lợi từ nó. Bệnh viện chú trọng phát triển cái đó thì nhân viên y tế mới yên tâm làm việc được. Cái thứ hai là bệnh viện rất tạo điều kiện cho lớp trẻ phát triển. Bệnh viện chỉ cần nhìn người, thấy người đó có khả năng là sẽ trao niềm tin và người đó sẽ thoải mái làm. Và chuyện đó thì rất đáng tự hào. Và một trong những điều mà bác sĩ tự hào về bệnh viện của mình đó là trang thiết bị y tế rất là hiện đại để cho mình có thể có những kỹ thuật chuyên sâu. Vậy thì bắt cầu mạch vành có phải là một trong những điều đó hay không? Trong cái phẫu thuật tim á, phẫu thuật tim vốn là một cái kỹ thuật chuyên sâu rồi. Bắt cầu mạch vành thì lại càng chuyên sâu hơn nữa. Trước đây á, là bắt cầu mạch vành cái tầm mà năm em học cách đây 10 năm á, thì bắt cầu mạch vành vẫn còn rất xa xỉ. Một cái ca mổ mạch vành có thể kéo dài đến tận 8 tiếng. Cứ mỗi lần mổ mạch vành là hồi đó em chỉ đi phụ thôi. Thực sự là rất là mệt mỏi và mình đôi khi mình cảm giác hôm nào mà mệt mệt là mình thấy là mình đã thấy cảm giác hơi sợ. Nhưng mà bẵng đi chỉ 7-8 năm sau thôi, nó đã khác rồi. Thì từ cái chuyện mà bắt cầu mạch vành phải dùng đến những cái hệ thống máy tuần hoàn ngoài cơ thể để cho tim nó ngừng đập thì lúc đó mình mới bắt cầu nối được. Thì gần đây thì đã tiến một cái mức độ cao hơn, đó là mình không cần dùng cái hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể nữa. Cái phẫu thuật bắt cầu mạch vành vẫn được thực hiện khi mà tim vẫn đang đập. Cái chuyện này nó trở thành một cái cuộc cách mạng trong điều trị bệnh mạch vành. Thì thời gian mổ có thể chỉ mất 3-4 tiếng thôi. Phẫu thuật viên cũng thoải mái, bệnh nhân thì được hồi phục rất nhanh, thời gian nằm viện cũng thấp và cái kết quả thì vẫn tốt. Gần đây hơn nữa thì bệnh viện có phát triển cái kỹ thuật là bắt cầu mạch vành không tuần hoàn thể nhưng mà với đường mổ nhỏ, nó gọi là phẫu thuật ít xâm lấn, thì nó lại nâng cao hơn một bước nữa. Tức là bệnh nhân sẽ được điều trị cũng cái bệnh đó nhưng mà với đường mổ nhỏ hơn, thẩm mỹ hơn và ít đau hơn. Trong suốt quá trình làm nghề của bác sĩ á, thì có một cái ca mổ nào mà nó là thử thách đối với bác và sau đó bác đã thành công để lại dấu ấn sâu sắc? Thực ra nhớ về những cái ca mổ thành công thì không nhiều. Đối với em thì bất kỳ một cái ca mổ tim nào nó cũng nặng hết á, trả được kết quả tim về tình trạng tốt nhất có thể, bệnh nhân ra được phòng mổ trở về với cuộc sống hàng ngày là thành công rồi. Và nếu mà để nhớ những ca thành công như vậy thì rất khó. Thực ra thì những cái ca thất bại đó là mình nhớ nhiều hơn. Dạ, em thấy đa số bác sĩ sẽ nhớ điều đó. Cứ trăn trở hoài về những cái việc mà mình chưa làm được. Theo ý của anh thì em hiểu là những cái ca mà giống như em nghĩ là những ca mình nghĩ không sống được nhưng mổ ra họ sống. Thì là mình sẽ nhớ thôi. Chứ còn thực ra nghề y á, nó là một cái nghề về kinh nghiệm. Người ta nói là gì, hạnh phúc là khi có một sức khỏe tốt và một cái trí nhớ tồi. Tức là sống là để quên á. Nhưng mà nghề y á, thì lại phải nhớ. Càng thất bại thì càng phải nhớ. Và chính những cái thất bại đó nó làm cho mình làm việc ngày càng tốt hơn. Những ca mà nhiều khi mình nghĩ không thể cứu được người ta nhưng mà người ta vẫn sống thì cũng có. Giống như cái ca mà vừa vỡ tim em vừa nói anh á, cũng có những cái trường hợp như là đầu năm nay thì có một cái cô bé bị viêm nội tam mạc nhiễm trùng rất là nặng. Gần như mà chỉ định mổ đặt ra là bệnh nhân đã quá chỉ định mổ luôn rồi. Bệnh viện mổ chỉ vì là bệnh nhân quá trẻ thôi. Lúc bệnh là 26 tuổi. Chỉ mổ vì lý do đó thôi. Nhưng mà khi mổ ra thì cũng rất là kinh khủng. Một cái tim mà nó viêm từ sau xương ức, tức là viêm hết cái trung thất, sau đó viêm đến trong tim, tổn thương hai van. Mổ xong thì tim đập lại uể oải, sốc điện đến cả chục lần tim mới đập lại được. Không ai có thể nghĩ là bệnh nhân vượt qua một cái tình trạng viêm nhiễm như vậy rồi còn tổn thương phổi đủ thứ trên đời hết, nhưng mà cuối cùng bệnh nhân vẫn ra viện được. Thực sự thì đôi khi mình cũng thấy là kỳ tích nó vẫn xuất hiện. Giữa
tháng 6, tháng 7 năm ngoái á, thì em có biểu hiện sốt mà đa phần là tháng nào em cũng sốt. Em sốt nặng cỡ mười mấy ngày á, thì vô bác sĩ có truyền dịch rồi xét nghiệm máu. Em có cái biểu hiện là em khó thở, em không thở được. Thế là em mới gọi điện thoại cho em là qua chở em đi bệnh viện. Theo cái bảo hiểm của em á, là ở bệnh viện 175 thì mới chuyển đúng tuyến qua bệnh viện 175, thì xe cấp cứu mới chở em qua. Thì kể từ đó em hôn mê. Em vô ngày 20 tháng 12 thì em hôn mê tới giữa tháng 1. Em chỉ nghĩ là em mới ngủ có một giấc thôi. Thật sự là em cũng không biết em mổ hay là em làm gì, em chỉ thấy tay là truyền dịch thôi. Em nghe chồng em kể em bệnh nặng rồi, cái phổi của em còn có nửa lá à, nó trắng hoàn toàn, nó còn có nửa lá à, tại vì em thở không được, mới thông cái cổ em ra đây. Nửa đêm thì bác mới nói là cho em đi xét nghiệm, nói chung là làm tổng quát hết tất cả, xét nghiệm HIV rồi xét nghiệm COVID, siêu âm CT rồi chụp X quang mọi thứ, thì mới thấy tim em bị hở van rồi nó bị sùi lên. Bác Hưng mới nói với chồng em cơ hội sống của em còn có 10% mà. Phải mổ tim gấp, biểu đồ sống của mình như thế nào đưa cho chồng em coi, rồi bác Hưng sẽ nói với chồng em là phương án nó như thế nào, nếu em mổ nó sẽ như thế nào mà nếu em không mổ nó sẽ như thế nào. Chồng em mới đồng ý ký cho em mổ. Em nghe kể lại là trong cái thời gian mổ là 1 giờ cho tới tối 7-8 giờ đều là tin xấu hết. Với lại trong cái thời gian lúc đầu em nằm cũng là tin xấu, coi như là mình chết lúc nào không hay. Thì mới mổ tim thì thay van nữa, thì có hai phương án thay van là van sinh học với van cơ học. Thì bác Hưng có nói với chồng em là sinh học á là em có thể sinh con tiếp được, còn cơ học thì coi như là em không còn khả năng làm mẹ nữa, tại vì em cũng có một đứa con rồi. Thì bác muốn thay cái van đó để em có thể có con thêm lần nữa. Cái thời gian tìm thuốc cho em nó cũng gian nan lắm. Bác Hưng phải ra ba phương án để cho lựa chọn thuốc của em. Em nghe bác sĩ trong phòng hồi sức tích cực nói là em không có hợp thuốc. May sao là cái thuốc đó em hợp, chứ không thôi á là phải trị cái phương thuốc là 4.000 đô một liều, một ngày phải vô như vậy là 3 chai, mà vô như vậy tới 3 tuần hoặc 40 ngày được. Em thể cảm ơn bệnh viện 175, nhưng mà cách riêng em cũng phải cảm ơn bác Hưng, rồi đội ngũ y bác sĩ của phòng hồi sức tích cực với khoa cấp cứu nữa. Giả dụ mình cũng bị mất, rồi con cái mình như thế nào, rồi gia đình mình nó như thế nào. Bệnh viện quân y 175, các điều dưỡng, y bác sĩ đã cho em sự diệu kỳ, đó là sự sống, tái sinh em lại một lần nữa, cho em được thấy con em mỗi ngày nó lớn lên, ba mẹ và gia đình xung quanh em. Em cảm ơn rất là nhiều. Có những cái bệnh nhân nào mà được phân công để cho bác sĩ Hưng điều trị, mà vì bác sĩ Hưng còn quá trẻ, mọi người sợ là mình chưa có nhiều kinh nghiệm, mọi người nhìn mình cặp mắt e dè chưa ạ? Có. Yeah. Mà thực ra thì giống như là mổ tim là một cái chuyện nó rất quan trọng. Ví dụ như anh Mạnh Cường mà có người thân đi mổ được thừa thôi cũng đã lo rồi. Cục mổ nào cũng vậy thôi. Dù là mổ nhỏ, dù chỉ là đơn giản là nhổ răng, chưa nói đến mổ lớn. Yeah. Thì cục mổ nào nó cũng là cục mổ, và người nhà cũng rất là lo lắng. Và ai cũng sẽ mong một cái kết quả tốt, ai cũng muốn có những cái bác sĩ thiệt là tốt điều trị bệnh cho mình. Yeah. Tuy nhiên cái quy trình điều trị cho một cái phẫu thuật viên tim mạch nó là cực kỳ chặt chẽ. Và một phẫu thuật viên tim mạch để có thể được đứng chính làm thì người đó phải đạt được một cái trình độ nhất định. Thực ra thì trong cái nghề của tụi em á, thì đôi khi trẻ lại là một lợi thế. Tay chân sẽ lanh lẹ hơn chút xíu. Kinh nghiệm thì nhiều khi mình ít thì mình có thể hỏi được các thầy. Yeah. Về độ liều lĩnh thì cũng sẽ liều hơn một tí. Yeah. Có những ca nhiều khi là mọi người cẩn thận quá không làm, nhưng mình vẫn cứ cố mình làm mình theo. Quay lại cái chuyện anh nói là người ta lo ngại về chuyện bác sĩ quá trẻ hay không. Thực ra thì tiếp xúc nhiều, em có một cái nhận xét là đa phần bệnh nhân cái tiếp xúc đầu tiên với bác sĩ không phải vì người ta giỏi hay người ta không giỏi, mà là vì thái độ bác sĩ thôi. Thì nếu như mình ân cần, mình cho được người ta thấy là mình là một cái người làm việc hết lòng hết sức, chân tình, thì người ta sẽ thích hơn cái chuyện là một cái người bác sĩ có thể có một trình độ cao nhưng mà người ta không quan tâm gì đến mình hết. Trước khi mà gặp gỡ bác sĩ Hưng á, thì Cường có tìm hiểu và được biết và được lắng nghe rất là nhiều bệnh nhân chia sẻ về bác sĩ Hưng, đó là bên cạnh là tay nghề giỏi nè, là khả năng chuyên môn cao nè, thì bác sĩ Hưng
còn có thể là chăm sóc sức khỏe tinh thần cho bệnh nhân bằng cách là rất là ân cần và tư vấn rất là chu đáo nữa. Dạ, vậy thì điều gì đã giúp cho bác sĩ Hưng có thể vượt rất là nhiều sự mỏi mệt nè, khó khăn để có thể là lúc nào cũng ân cần với bệnh nhân đến như vậy? Thực ra cái gì nó cũng có cái lý do của nó. Dạ. Cái nghề của em nó yêu cầu phải vậy. Đôi khi các em trẻ thì tất nhiên là em trẻ nhưng mà có những người trẻ hơn thì họ chưa hiểu được cái chuyện đó. Tại vì đối với một cái người mà bệnh nhân mà bị bệnh tim mạch á, hoàn cảnh khó khăn, dân trí nhiều người cũng thấp, họ cũng không hiểu được là họ đang xài thuốc gì. Thuốc tim mạch thì cũng phức tạp, chỉ cần một thay đổi chút xíu thôi là nếu mình không hướng dẫn kỹ á, cái kết cục điều trị nó sẽ khác hẳn. Và nhiều khi chỉ cần 5 phút của mình thôi nó sẽ có giá trị bằng một cái cuộc sống của người ta. Chính vì ngày xưa cái thời mà em có thời gian em trải qua phòng khám nhiều, cũng tiếp xúc nhiều bệnh nhân, có những người họ không được hướng dẫn chi tiết thì thành ra họ điều trị sai, cuối cùng là họ đi theo một cái hướng khác hoàn toàn. Và nhiều khi những cái sự trả giá đó nó đem lại cho người ta nhiều cái hậu quả về sức khỏe cũng như về tài chính. Nên sau này thì em rút ra được đó là một cái chút thời gian của mình thôi, đôi khi mình cũng có thể mình rất là mệt mỏi, rất là gấp rút, tại vì thời gian thực sự là tôi không có nhiều. 5-7 năm là cái số lượng bệnh nhân của em cũng rất là nhiều, và mỗi ngày ra thì cũng có những người họ rất là hiểu chuyện, là họ mà gọi không được thì họ nhắn tin, nhưng mà có những người họ gọi hoài và cái điện thoại nó trở thành một cái stress của em luôn. Có những ngày mà cái 5 phút một cuộc điện thoại, và nhiều lúc mình cũng muốn thay số, mình muốn đổi số, nhưng mà cái chuyện đó mình làm không được, rồi phải chấp nhận nó thôi. Một vài phút cố gắng nỗ lực của bác sĩ có thể ân cần với bệnh nhân, có thể cứu sống họ và làm cho họ vững tin hơn rất nhiều. Và đó cũng chính là câu chuyện của một cặp vợ chồng cũng lớn tuổi rồi, có chia sẻ với bác sĩ Hưng. Cô đã rưng rưng và chú cũng đã rất là xúc động khi nói rằng là trước khi mà gặp bác sĩ Hưng thì cô và chú rất là hoang mang. Nhưng mà khi mà gặp bác sĩ Hưng rồi, lắng nghe bác chia sẻ thì cô và chú thở phào nhẹ nhõm, mặc dù là lúc đó chưa mổ nữa. Và sau quá trình mổ đó là cô và chú đã cảm thấy là cái sự hỗ trợ ân cần của đội ngũ y bác sĩ ở Bệnh viện Quân y 175 và đặc biệt là của bác sĩ Hưng đã giúp cho cô chú rất nhiều. Và cô và chú còn nói một cái từ rằng là Bệnh viện Quân y 175 mà cụ thể là bác sĩ Hưng đã một lần tái sinh chú. Rất là cảm ơn bác sĩ Hưng cũng như là đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175. Và giờ thì chương trình sẽ gửi tặng đến bác sĩ một món quà. Xin mời bác sĩ cùng đón nhận. Chào bác. Bác cũng thấy sức khỏe thôi, bác phục cái này rất cảm ơn bác rất nhiều. Cảm ơn đây cũng là có cái dịp để gặp lại bác, tặng bác cái món quà. Dạ, cảm ơn chú. Chúc bác mọi việc thành công. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết nói lời cảm ơn đến bác Hưng. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Dạ, con xin mời cô chú và bác sĩ Hưng tiến đến vị trí này ạ. Bác sĩ Hưng biết không, là cô chú con nói rằng là cô chú sau khi á mà chú phục hồi rời khỏi bệnh viện á thì cô và chú cũng đã có gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ rồi. Tuy nhiên mà lời cảm ơn đó cô chú vẫn cảm thấy là nó chưa có đủ bằng những cái gì mà cô chú mong muốn được truyền tải. Vậy thì bây giờ trong chương trình Blue Trắng Diệu Kỳ thì rất mong cô chú sẽ chia sẻ nhiều hơn tình cảm của mình cũng như là lời cảm ơn của mình đến với bác sĩ Hưng ạ. Dạ, xin mời chú. Nói đúng ra là thế này, bác Hưng này, bác Hưng tôi xem bác Hưng vào cái kiếp mổ là cái người sinh tôi lần thứ hai đó. Nếu bác Hưng vào cái kiếp mổ mà không giúp tôi thì chưa hẳn hôm nay tôi đã đứng được ở đây. Và cũng từ cái kiếp mổ bác Hưng đã giúp tôi như hôm nay thì tôi thấy này có hai cái cảm nhận. Một là cả bác quá vất vả, quá nhiệt tình và quá là nhân văn. Và tôi cũng rất muốn là có những cái gì mà đền đáp với công ơn của các bác. Và đây cũng là từ ngày ra viện về đến bây giờ mới gặp lại bác thì là rất xúc động. Và hiện nay cũng thông báo bác là sức khỏe của tôi qua kia chăm sóc của y bác sĩ, hiện nay sức khỏe của tôi hồi phục được khoảng 90% rồi. Thì đó là điều rất đáng mừng và rất cảm ơn bác Hưng. Và qua bác Hưng thì
cũng cho gửi lời cảm ơn cái kiếp mổ đội ngũ y bác sĩ và anh chị em điều dưỡng của cái khoa mình. Xin cảm ơn bác. Dạ, cảm ơn. Còn cô ạ? Chú có một cái trái tim khỏe mạnh như ngày hôm nay. Nếu mà nói một lời cảm ơn với bác Khưng thì không bao giờ đủ. Tức là chỉ có là cái tấm lòng mình cứ ghi nhớ mãi mãi thôi. Lúc nào cũng ghi nhớ bác Khưng. Rồi các anh chị em bác sĩ ở khoa A2.2 và các bạn điều dưỡng rất là nhiệt tình chăm sóc. Không riêng chú mà như cô chia sẻ thì là tất cả các bệnh nhân đến đấy đều được bác Hưng và các bác sĩ chữa rất là tận tình và thành công. Dạ, giống như cô cũng đã chia sẻ rồi, tình cảm, cái sự tri ân của chú thì cô cũng nói rằng là chắc là đối với bác sĩ Hưng thì với rất rất là nhiều bệnh nhân, bác sĩ Hưng cũng đối xử như thế, cũng ân cần như thế, cũng giúp đỡ và chăm lo như thế, cũng giúp họ vượt qua cơm hiểm nghèo như thế. Thì bây giờ bác sĩ Hưng hãy chia sẻ nhiều hơn với chương trình cũng như là với cô chú ở đây ạ. Thực ra thì cháu rất là bất ngờ vì không nghĩ là lại gặp cô chú ở đây đâu. Thì để chương trình cũng không cho biết đâu. Chú nói hơi quá thôi, tại vì tụi cháu thì chỉ làm đúng cái nhiệm vụ của mình thôi. Và thực sự là cái khả năng của y bác sĩ là có giới hạn. Tụi cháu chỉ là góp một cái phần nhỏ vào trong cái hành trình cuộc đời của chú thôi. Chứ chú nói nó hơi to tát quá. Không, đúng thật sự là như thế đấy bác ạ. Với cô chú thì nghĩ là cái việc của chú, tại vì là cô chú biết được là cái bệnh của chú, cái khi mà vào viện là nguy kịch lắm. Mà cái bệnh của chú thì rõ ràng là nó giống như là trên ngàn cân treo sợi tóc ấy. Số phận mà không gặp được bác sĩ tốt, không mà gặp được bác sĩ giỏi thì cũng không đạt được. Còn cụ thể với trường hợp của chú đây á, thì bác sĩ Hưng đã dùng phương pháp như thế nào để có thể đưa chú trở lại có được cái sức khỏe như hiện nay? Trường hợp của chú ấy thì cũng là một trường hợp mà được hưởng lợi từ những cái tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Thì chú cũng có một cái bệnh mạch vành và được thực hiện cái phẫu thuật mà bắt cầu mạch vành không tuần hoàn cơ thể. Cũng như mà em vừa chia sẻ thì cái kỹ thuật này nó giúp cho chú hồi phục rất là nhanh và cái sự an toàn nó cũng được nâng lên cao hơn. Một lần nữa xin được cảm ơn cô chú, cảm ơn bác sĩ Hưng đã đến với chương trình ngày hôm nay, đã mang đến một câu chuyện thật sự là ấm áp. Ở đó có những vị bác sĩ đã luôn chuyên tâm với công việc, luôn biết rằng chăm lo cho bệnh nhân là trách nhiệm của mình. Và như bác sĩ Hưng cũng nói rằng là đó chỉ là một trong những cái phần hành trình cuộc đời rất là dài của mỗi người. Nhưng mà giống như cô nói, hành trình đó rất là may mắn. Thì ở trong những cái đoạn cam go nhất, khó khăn nhất, đối diện với sinh tử nhất thì chúng ta gặp đúng bác sĩ, người đã ra tay để mà kéo chúng ta lại với là cuộc đời này. Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn cô chú và bác sĩ Hưng. Thưa quý vị, và đến đây thì chương trình Lưu Trắng Diệu Kỳ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Golden Moon thực hiện được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9 với sự đồng hành của nhãn hàng Vali, ba lô túi sách cao cấp Sarcos. Xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ. Đón xem Lưu Trắng Diệu Kỳ được phát sóng vào tối thứ 6 hàng tuần lúc 21 giờ trên kênh HTV9 và phát lại vào lúc 20 giờ thứ bảy trên kênh YouTube Golden Moon Network.